Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhật Anh. Hôm nay mình sẽ đưa tới cho mọi người một mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu. Năm nay chủ nhân của mẫu bàn tay này 38 tuổi. Cung sinh sẽ là cung Tốn, mệnh sẽ là mệnh Kim. Và trong buổi trao đổi thì chủ nhân của mẫu bàn tay này có chia sẻ là hiện tại đã kết hôn một người chồng, đó là sinh năm 1982, đó là tuổi Nhâm Tuất. Xét sơ qua tuổi thì đã thấy là không hợp rồi. Một người 1985 là tuổi Ất Sửu, một người 1982 là Nhâm Tuất, Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung, phạm vào một thứ rất là nặng. Kèm theo đó, cái cung bát quái của người 1982 sẽ là cung Đoài, người phụ nữ sẽ là cung Tốn. Tốn biến Đoài là lại rơi cung Lục Sát. Sách tử vi ngày xưa có một câu như sau: trái số nên không chọn nợ duyên, hình xung lục sát khó ở yên, công danh tài lộc cầu không được, tử biệt sanh ly con cháu phiền. Hai tuổi này nó rơi vào cung lục sát, ứng đúng như là cái câu thơ mình vừa đọc cho mọi người xem. Sau đây mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ trong cái mẫu bàn tay này để cho mọi người có thể biết rõ được nó xấu ở đâu và nó tốt ở đâu. Xin mời mọi người hãy lắng nghe. Đây, ta sẽ xem bàn tay phải. Tay phải thì nó rõ hơn. Trước tiên, ta sẽ xét đến đường chỉ sinh đạo. Đường chỉ sinh đạo, đây, nó đây. Đường chỉ sinh đạo của người này có nhiều cái dấu hiệu đặc biệt. Đó là cái điểm khởi đầu của nó rất là mờ, gần như mất hút, cái mình khoanh tròn này. Đấy, nó rất là mờ, lạc. Đây sẽ là dấu hiệu của người xuất thân vất vả, bước ra đời hai bàn tay trắng. Còn sinh ra trong một cái gia đình nói chung là không được đầy đủ về tiền tài, kinh tế, mà rất là vất vả và nghèo khó, không có đủ điều kiện. Người nào cái khoảng đầu đường sinh đạo này nó mờ, hay nó bị cắt xé quá nhiều, hoặc nó nhiều hình cù lao nổi lên, thì đó chính là dấu hiệu thời thơ ấu vất vả, gặp nhiều đắng cay. Đấy, xuất thân không có được đầy đủ, không có được no ấm. Đường sinh đạo này nó chạy được một quãng đấy, tới đây thì xuất hiện nhiều đường chỉ hướng xuống. Đây đều là những dấu hiệu thoát tài, tiền bạc ra không giữ được. Căn cứ vào cái mốc thời gian trên đường chỉ sinh đạo này, ta có thể đoán rơi tầm ngoài 40 tuổi đấy, 40 tuổi người này sẽ tiền bạc sẽ ra rất nhiều này, không giữ được này. Đường chỉ hướng xuống rất nhiều, mà đường chỉ hướng lên thì gần như là không có một đường nào cả, rất ít, rất hiếm, có mỗi một cái đường này như rất là mờ, còn toàn bộ đều là những đường chỉ hướng xuống. Đây được đánh giá là một đường chỉ sinh đạo xấu chứ không phải là một đường chỉ sinh đạo tốt. Đường chỉ này nó còn rất là mỏng manh đấy, mình khoanh tròn cho mọi người thấy rõ, mỏng manh này, khúc thì đậm này, khúc thì mờ này, đứt quãng này, đường chỉ hướng xuống thì rất là nhiều này. Kèm theo đó rất nhiều gân xanh nổi lên chạy song song đường chỉ sinh đạo này. Đây, mọi người thấy rõ không? Nếu tinh mắt thì sẽ thấy đường gân xanh nổi lên rất nhiều, chạy song song kèm theo đường chỉ sinh đạo. Đó là dấu hiệu dễ bệnh tật, dễ đau ốm. Cẩn thận các bệnh về tim mạch này, huyết áp này, viêm tĩnh mạch này. Bởi vì gân xanh mà nổi trên lòng bàn tay thể hiện sẽ là người máu huyết rất kém. Vì thế phải cẩn thận với các bệnh về máu huyết. Những bạn nào đang theo dõi video này mà thấy trong lòng bàn tay của chính bản thân mình cũng xuất hiện nhiều gân xanh này, phải hết sức mà lưu ý. Đường chỉ sinh đạo này ngắn, kèm theo đó cổ tay của người này chỉ có khoảng 1 ngấn đến 2, 1 ngấn rưỡi là rõ ràng. Đấy, cái mình khoanh tròn này, mọi người thấy không? Chỉ có khoảng hơn 1 ngấn là rõ ràng thôi. Chính vì điều này ta kết hợp hai yếu tố, đó là đường chỉ sinh đạo thứ nhất và cổ tay là dấu hiệu thứ hai, ta có thể đoán được tuổi thọ của người này không cao và sau này sẽ hay đau ốm bệnh tật nhiều, tuổi thọ kém, chưa chắc đã được tới 60. Vì thế những bạn nào có những đường chỉ tay mà đường sinh đạo quá ngắn hoặc cổ tay quá ít ngấn, biết được tuổi thọ của mình ngắn thì hãy chăm lo mà đi làm phước, biết bố thí, biết phóng sinh nhiều
nhất là pháp phóng sinh. Mình biết cho đi phóng sinh, ra chợ gặp những con cá, con tôm hay là con cua hoặc con chim, chuẩn bị phải đưa lên thớt để làm những món ăn dành cho người. Khi ta cứu được những động vật đó thì sẽ tạo được công đức rất lớn. Bởi vì những con cá, con tôm, những con chim đó chuẩn bị rơi vào cửa tử là nó sắp phải chết. Khi mình cứu nó thì nó sẽ mang ơn của mình rất lớn. Tuy miệng không biết nói nhưng mà lòng nó biết nghe. Đấy. Chính điều này sẽ là một cái điểm công đức rất lớn. Nếu ta làm thường xuyên, phóng sinh thường xuyên, làm việc tốt thường xuyên thì tích tiểu thành đại, dần dần tuổi thọ của chính bản thân chúng ta sẽ được cao hơn. Còn bạn nào mà hay đã ốm bệnh tật, sức khỏe kém thì cũng có thể dùng phép phóng sinh, kèm theo đó là dùng chính cái tiền bạc của mình quyên tặng cho những người thân, những người xung quanh của mình để cho họ có tiền thuốc men bệnh tật. Đấy, thấy ai khó khăn rồi, thấy ai hay đau ốm bệnh tật thì mình cũng chi tiền cho họ, giúp đỡ họ để cho họ mua thuốc mua thang. Đấy, chính vì nhờ cái công bố thí này có thể khiến cho chính bản thân các bạn vượt qua được đau ốm, đẩy lùi được bệnh tật và cái đường thọ có thể cao hơn. Tiếp theo ta sẽ bàn tới đường chỉ trí đạo, cái mình quanh tròn đây. Nếu mọi người để ý kỹ, đường chỉ trí đạo này thì tương đối đậm, nhưng mà kèm theo đó xuất hiện rất nhiều những hình mắt xích, cái mình quanh tròn này. Đấy, mắt xích và củ lao nó tạo lại cái mình quanh tròn này này. Đó là dấu hiệu của người cẩn thận các bệnh về phần đầu, các chứng về đau đầu hoặc trí nhớ kém, thiếu bền bỉ, hay nhầm, hay lẫn và hay quên. Nên nhớ, đường chỉ trí đạo mà xuất hiện nhiều củ lao, hình mắt xích sẽ là người hay đau đầu này, trí nhớ kém này, dễ mắc các bệnh về phần đầu này. Đấy, hay nhầm lẫn này. Và những người nào mà trí đạo càng nhiều củ lao nữa thì cẩn thận về già, về cuối đời dễ bị đãng trí. Đường chỉ trí đạo của mẫu bàn tay này cũng không được dài cho lắm, nó gần chạm gò thái âm rồi dừng. Nhưng đây được gọi là đường chỉ trí đạo xấu. Kèm theo đó, ta sẽ đi phân tích đường chỉ tâm đạo, cái mình khoanh tròn đây. Đường chỉ tâm đạo này cũng tương tự như đường chỉ trí đạo, nhưng mà nó có phần nhiều hơn, đó là xuất hiện dày đặc từ đầu cho đến chí cuối những hình mắt xích đan xen lại với nhau. Đấy. Người nào sở hữu đường chỉ tâm đạo mà xuất hiện nhiều đường mắt xích như thế này cũng phải cẩn thận các bệnh về hệ tiêu hóa này, hệ đường ruột này, đại tràng này, và cũng phải cẩn thận các bệnh về tim mạch, hết sức là phải lưu ý. Và tiếp theo nữa, tâm đạo nó sẽ thường chủ về tâm tư, tình cảm, cũng nói về hôn nhân. Người nào tâm đạo mà bị cắt xé quá nhiều thế này và rất nhiều đường mắt xích cũng là dấu hiệu của người hôn nhân không có được trọn vẹn. Tâm can sẽ hay bị dằn vặt và đau khổ trong chuyện tình ái. Cái điều này nó khẳng định chặt chẽ, thể hiện qua đó là đường chỉ hôn nhân, cái mình quay tròn dưới ngón tay út đây. Đường chỉ hôn nhân của mẫu bàn tay này mọi người có thể thấy rõ, nó rất là mờ lạt, không có rõ nét, rất là mờ, không có rõ nét. Và kèm theo đó nó lại hướng lên hai đường. Đây là dấu hiệu hôn nhân dễ trục trặc, vợ chồng không có hòa thuận, dễ tan vỡ. Cái điều này mình cũng đã vừa khẳng định ở xem về hàng thiên can địa chi, tuổi tác giữa người chủ nhân có mẫu bàn tay này đó là tuổi Sửu, và người chồng là tuổi 82, đó là tuổi Tuất, phạm tứ hành xung, rất xấu. Cả về tử vi, tuổi tác và trong lòng bàn tay đều là hai yếu tố nhấn mạnh nên nói chủ nhân của mẫu bàn tay này lận đận tình cảm. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã xác nhận với mình rằng đã phân ly chồng mà không còn ở nữa. Thật là đáng buồn cho mẫu bàn tay này, cả về sức khỏe này, cho đến tiền tài này, cho đến vật chất này, đấy, mọi thứ đều chưa thực sự ổn. Kèm theo đó, ta sẽ đi phân tích những đường chỉ khác trong mẫu bàn tay này. Ta có thể xét tiếp đó là đường chỉ số phận. Đường chỉ số phận
xuất hiện từ cạnh bàn tay, nằm ngay gò thái âm. Rồi nó chạy thẳng lên gần đường trí đạo, chưa chạm tới đường trí đạo rồi dừng. Đây sẽ là dấu hiệu của người hay được sự giúp đỡ từ người ngoài, chứ anh em trong gia đình thì không hề được nhờ cậy bao giờ cả. Nhưng cái đường chỉ số phận này nó chưa chạm tới đường chỉ trí đạo mà nó đã dừng, nó đã kết thúc. Thì đây được phản ánh là mẫu bàn tay của người không có tính kiên trì trong công việc, hay bỏ giờ giữa chừng và hay gặp nhiều thất bại, và gặp nhiều rất gian nan trong đường sự nghiệp. Bình thường nếu mà là một đường chỉ số phận đẹp thì nó phải ít nhất cũng phải chạm với đường tâm đạo và rừng. Nhưng đường chỉ số phận này rất xấu, không có tốt cho lắm, chỉ được nhờ người ngoài xã hội một chút ít, rồi sau đó tính cách hay nản chí và hay thường thất bại. Kèm theo đó, ta có thể nhìn kỹ trong mẫu bàn tay này, cái mình quanh tròn đây, kẽ hở xuất hiện. Đây, kẽ hở xuất hiện này. Kẽ hở xuất hiện giữa ngón giữa và ngón trỏ. Đây cũng là một dấu hiệu nói lên dễ bị thoát tài, tiền bạc dễ ra, không có giữ được. Và ta nhìn kỹ ngay trên gò thổ tinh, cái mình quanh tròn, xuất hiện có đường chỉ hướng lên này. Người nào xuất hiện đường chỉ hướng lên trên gò thổ tinh sẽ là người hay gặp được may mắn, hay gặp được sự giúp đỡ, có quý nhân phù trợ. Nhưng mà lại kèm theo đó, đó là những vết gạch ngang. Nếu mọi người tinh mắt thì có thể nhìn thấy một gạch này, hai gạch này, ba gạch này. Nó phá đi cái sự quý nhân, nó phá đi cái sự may mắn hay được người giúp đỡ đó. Có đường chỉ tốt nhưng nó lại bị phá đi bằng những cái nét khác. Thì đây sẽ là mẫu bàn tay gặp được may mắn nhưng mà gặp được người giúp đỡ, nhưng mà hay được giúp đỡ một cách nửa chừng và hay có sự cản trở. Nếu đường chỉ này thẳng tắp mà không có đường nào cắt ngang cắt dọc thì đây mới được gọi là đường chỉ có quý nhân giúp đỡ thực sự là tốt. Kèm theo đó, ở trên gò thái dương, gò thái dương ngay cạnh gò kim tinh, nó cũng khá là nổi cao. Vị trí này được đánh giá là nổi cao nhất trong các gò trên lòng bàn tay. Người nào gò thái dương nổi cao sẽ là người có lộc về đất đai, điền sản. Đấy. Nhưng mà trên cái gò này thì nó lại xuất hiện nhiều đường hướng lên và cắt ngang cắt dọc không có rõ ràng. Đấy. Chính vì thế nó cũng hãm cái cung này. Thì đây được gọi là mẫu bàn tay sẽ được thừa hưởng của cải từ cha mẹ để lại, nhưng chỉ là một phần nào đó thôi chứ không có nhiều. Và cũng có chút ít lộc về đất đai, nhưng chỉ là có chút ít lộc thôi chứ không thực sự là nhiều. Bởi vì ngay trên cái gò này nó bị hãm bởi rất nhiều đường cắt phá, nó sẽ cản trở cái lộc ấy đến rất nhiều, nhưng mà đổi lại ra sạch. Tiếp theo ta có thể quan sát đó là trên gò mộc tinh, cái mình khoanh tròn đấy. Gò mộc tinh thì mọi người có thể thấy rõ của người này có một vết cắt này, hai vết cắt, ba vết cắt này, bốn vết cắt này. Chắc nhiều người đã theo dõi video của mình rồi cũng đã biết là trên gò mộc tinh mà xuất hiện nhiều vết cắt sẽ là người hay bị mổ xẻ dao kéo của bác sĩ, cẩn thận té ngã và phải khâu vá nữa. Và những người phụ nữ cũng vậy, họ sẽ thường xuyên phải mổ xẻ vì sinh nở con cái. Kèm theo đó, người nào đường chỉ cắt ngang xuất hiện quá nhiều trên gò mộc tinh này cũng báo hiệu là người hay phải cực lòng, cực trí suy nghĩ về gia đình. Bởi vì gia đình của họ không thể nào mà yên ấm được, kể cả gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn. Gia đình nhỏ đó là vợ chồng và con, còn gia đình lớn có thể anh em huynh đệ của họ và cũng như ba mẹ của họ nữa. Thì đây, chủ nhân của mẫu bàn tay này rất nặng gánh gia đình, lo toan cho gia đình nhiều, và hay phải đau buồn và hay phải suy nghĩ cho cả gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn của họ. Nhưng mẫu bàn tay này thì vẫn có một nét tốt, đó là trên ngón tay cái mình khoanh tròn đây, có vân mắt phượng. Người thể hiện vân mắt phượng sẽ là người có trực giác tốt và nghi đâu thì trúng đó. Kèm theo đó, phần lớn những người có vân mắt phượng rõ rệt trên ngón tay cái sẽ là người có đầu óc kinh doanh, thích kinh doanh. Mẫu bàn tay này hướng theo kinh doanh cũng sẽ rất là thành công.
nhưng nó chỉ thành công ở một cái mức trung bình thôi. Bởi vì một cái nét tốt không thể nào mà che chở bao bọc được vô vàn những cái nét xấu trên mẫu bàn tay này được. Vì thế đây được gọi là mẫu bàn tay vất vả, cực trí, hôn nhân không trọn vẹn, sức khỏe kém, tuổi thọ kém. Và cung tiền tài làm ăn cũng chỉ đủ ăn dư dật một chút chứ không có nhiều. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký kênh để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video nữa hay để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.